Thời gian gần đây, cà phê muối đang trở thành thức uống được rất nhiều bạn trẻ ưa chuộng. Đa số các hàng quán giải khác đều cập nhật thêm loại thức uống này vào thực đơn của mình. Nguyên liệu chính để pha cà phê muối bao gồm cà phê, muối ăn, sữa đặc. Tùy từng công thức mà lượng muối được cho vào một ly cà phê cũng khác nhau, dao động từ 2 tới 5 gram muối. Vậy có nên uống cà phê muối mỗi ngày hay không? Uống với liều lượng như thế nào thì mới hợp lý? Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lâm Vĩnh Niên, trưởng khoa dinh dưỡng, tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, uống cà phê có lợi cho sức khỏe và giúp người uống tỉnh táo hơn. Tuy nhiên, mỗi người chỉ nên uống tối đa 400mg caffeine mỗi ngày, tương đương với 4 ly cà phê. Với loại cà phê muối, nếu mỗi ly cà phê cho 2,5g muối, thì mỗi ngày chỉ nên uống 1 ly. Còn những công thức pha cà phê muối cho 5g muối thì không nên uống dù chỉ là 1 ly. Bởi theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới về WHO, một người trưởng thành không nên ăn quá 5g muối mỗi ngày. Thế nhưng, lượng muối trung bình mà một người Việt Nam ăn hàng ngày là 9,4g, gần gấp đôi so với con số khuyến nghị. Vì vậy, nếu uống thêm cà phê muối, cơ thể sẽ bị thừa muối, dễ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch, cao huyết áp, ung thư dạ dày, tai biến mạch máu não, suy thận, loãng xương và nhiều rối loạn khác. Đối với những người mắc bệnh tim mạch cao huyết áp, có bệnh gan, thận thì không nên uống cà phê muối. Những người này cần ăn nhạt dưới mức khuyến cáo về lượng muối mỗi ngày. Ngoài ra hiện nay có nhiều công thức pha cà phê muối có lớp kem béo phủ ở phía trên. Phó giáo sư Vĩnh Niên khuyến cáo rằng những người thừa cân béo phì không nên uống loại cà phê này vì sẽ làm cho người uống dễ tăng cân. Nếu bạn là tín đồ của cà phê muối khi mua thức uống này có thể yêu cầu người bán cho lượng muối ít hơn với công thức pha tiêu chuẩn để tránh tình trạng dư lượng muối trong cơ thể nhé